Đây. Ê. Vừa rửa. Ai. Rửa mà còn trên cái nọ đó. Em vừa hơn 3 vịt máu chứ còn 3 con vịt là bộ đó đó. Mà ăn kẹp với lạc mô, con rắn mô để trông ai lấy không? Trời cha ơi, để trông có ai lấy không? Trời ơi, trời trắng có bỏ nữa không? Các bạn cảm ơn mơ bác. Có cái tích bu kéo kéo nè. Gọi mô gọi con dưỡng đi không? Lấy cháu... Gọi đi thì còn mới lắm đi thế này. Lại cháu gọi thì gọi đi bất này. Gọi mới lắm đi đi chứ. Gọi to to này, gọi đi. Gọi sạch chấm đi lắm đây, gọi 50. Quay ra đi, đi về đi bán mốt. Không rồi mà rắn về quay rồi bán cái cậy lái chim nè. Không. Rắn quay. Con nó phải lắm. Được. Đấy. Người mốt. Cậu đôi 13 Đông Thanh. Ra bọn này. Còn Sai de bem. Ei, vừa rửa. Em. Đi về đánh tí nữa. Rồi cỏ tí mà cỏ tí đi ráo nói đi ăn trộn rồi mới chế. Đi. Cỏ tiền tí mà nói không? Anh. Đi ra khỏi nhà anh. Mà anh là mình phải chi? Hả? Mình đi từ biết đi ra khỏi nhà anh đi. Cỏ tí đi ra đây ngồi nói trò ra không? Hả? Phải đâu thì nói chứ hết. Chứ mơ khơi cái cỏ tí ra nói nhẹ nhàng này. Mình chứ đi đi về. Hả? Đi về đi. Mình giúp chị trộn ở bên anh. Hả? Mở cửa không? Tôi chán này anh làm ăn chỉ sai mà. Phải rồi, đi với em mình nói rõ ràng là chứ. Phải rồi. Hả? Phải rõ ràng không phải nói nữa. Rõ ràng những tiền trí anh không ăn chỉ anh nhưng ăn chứ rồi anh không ăn chỉ mà.